Cái chất tóc này hiện tại rất là khô nha các bạn, đang rất là khô. Người bạn này họ muốn phục hồi tóc thì bên shop mình sẽ phục hồi cho các bạn ấy. Keratin chất tóc khô lắm, nó có độ dai tại vì vừa xử lý hóa chất xong nên cái tóc nó hơi khô. Mình nhé, một keratin nano, một dầu hấp loại nào cũng được, nên bạn dùng cái loại tốt thì càng tốt. Một chén, một cọ, một cặp bao tay và một chiếc áo da để choàng trọn bộ như thế này, và thêm một cái máy hấp dầu hoặc là một nón hấp dầu gì đó cũng được nhé. Quét lên tóc người khách hàng, các bạn nhớ cách chân nha các bạn, vì trong thành phần của keratin nó vẫn giống như thuốc nhập uống hết, nó cũng có H2O2, nó sẽ, nếu mà các bạn quét vào sát chân quá thì nó sẽ gây lên tình trạng rát da đầu. Các bạn quay lên tóc nhớ cách chân nha anh em, tại vì nếu mà mình quét sát chân quá thì khách hàng sẽ gây tình trạng rát cho khách hàng. Cái keratin tươi đó thì cái triệu chứng rất là rõ là nó thơm ánh nhẹ mùi cà phê, và cái thứ hai là nó rất là nồng và nó cay mắt. Các bạn bôi với nồng độ quá lớn thì cái keratin nó dưỡng rất là mềm, nhưng mà trong cái mềm đó thì nó có axit, nó bảo mòn bớt đi sợi tóc thì nó không tốt, nên các bạn tha thêm cái dầu hấp vào, bôi như bôi thuốc nhuộm lần đầu vậy đó, cách chân không vào sát chân nữa. Từ bôi sát chân thì cũng không sao, nhưng mà sát chân thì đầu tiên cái chân tóc thì nó không có bị hư tổn, nên các bạn bôi giờ nó không có tác dụng. Với cái thứ hai nữa, bôi vào nếu mà da đầu người khách hàng mình nó có bị gầu hoặc là bị da đầu nó có bị vết thương hoặc vết lở gì đó thì nó sẽ gây tình trạng rất là rát. Do vậy nên cách chân thì vẫn tốt hơn. Các bạn tiếp tục cho khách hàng ngồi đợi từ 10 tới 15 phút. Các bạn nhớ một điều là xả thôi, mình không gội lại bằng dầu gội nhé. Rồi các bạn xem đây, đây là thành phẩm. Cái sợi tóc á, cảm giác nó trơn, mình cầm cái tay nó trơn tay cực kỳ, rất là trơn. Bên này cũng vậy luôn, sợi tóc nhìn rất là trơn, mặc dù đã xử lý hóa chất rất nhiều lần rồi. Nhận như thế nào khi vừa phục hồi xong ở VC Barber Shop? Hồi đó tóc em nó khô lắm, nhưng mà giờ thì thấy mệt, rút đã. À, nó không còn khô sơ như lúc trước rồi đúng không? À, vẫn mềm mại hơn đúng không? Rồi, ok không em?